Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu hoa lan trên cả nước. Thì hôm nay ở clip bán hàng này, Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa dendrochop giá bình dân, nhưng mà mặt hoa thì rất là đẹp các cô chú anh chị. Để các cô chú anh chị mình sưu tầm, bổ sung vào bộ sưu tập hoa dendrochop của mình. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. Số này em cứ sử dụng Zalo, cô chú anh chị mình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trồng lan hay là giao lưu mua bán thì liên hệ với số này với em. Cái mặt hoa em đang cho các cô chú anh chị mình xem, đây chính là cái mặt hoa là đỏ đế dương. Tên của nó là đỏ đế dương. Cái này nó cũng vàng trạng, là nó ba biên các cô chú anh chị, vàng trạng vậy. Cô chú anh chị mình thấy cái chóp của nó là độc đáo không? Cái này là cái mặt trước nè. Nhưng cái hoa này nó là mặt sau rồi nha. Cái mặt ở trên là mặt hoa sau nè. Hoa sau nó cũng cực kỳ sắc nét á. Đó. Cái hoa này nó độc đáo lắm chứ, là cái hình này là rất là độc đáo. Tức là nó là cái mặt trước nè, còn cái này là cái lưng nữa nè. Đó, cái lưng nó chóp như thế đó. Đỏ đế dương. Mặt hoa là rất đẹp nha các cô chú anh chị. Thì ở clip này em chỉ giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một hình cây thôi. Cây đỏ đế dương. Mã số 1 2600K. Đỏ đế dương thì tình trạng cái cây này là đang lên một cái mầm gốc ngon lành cành đào luôn. Ở bên đây là cái mầm này nó chưa lên, chắc em nghĩ nó cũng muốn lên rồi nè. Nó u u rồi nè. Đỏ đế dương. Thì đây cái cọng này là cô chú anh chị mình thấy là hiện tại cái cây cọng này nó là 11 xăng. 11 xăng nhưng mà hơn 11 xăng chút xíu. Đó, cái tình trạng nó là như thế. Đang lên một mầm gốc. Đang lên một mầm gốc nha. Cây thuần chậu ngon lành cành đào luôn. Đỏ đế dương 2600K cho mã số 1. Rồi, mã số 2 là lộn xộn Kiên Giang. Lộn xộn Kiên Giang này 1600K. Thì tình trạng là cái cây này là cọng đầu mắt mũi còn riêng, chuẩn bị lên hai mầm gốc. Chuẩn bị lên hai mầm gốc, và đặc biệt là cái cây này hiện tại nó là đang hoa, đang có giò hoa luôn. Về cô chú anh chị mình thưởng thức hoa luôn. Đây là cái lộn xộn Kiên Giang. Đây, cô chú anh chị mình thấy tới nở tới bông cuối cùng mới thấy nó cái máu lộn xộn nằm đây. Đây là cái hoa lộn xộn. Đây, hoa lộn xộn. Đâu rồi, bên kia thấy con cái đây là cái cây này là lộn xộn nha các cô chú anh chị, nhưng mà đa phần của nó là nó sẽ là bông nghịch lộn xộn. Lộn xộn Kiên Giang đây là nó nở cũng mới vừa tới cái nụ cuối cùng. Đây tình trạng cây đang có cái giò hoa. Nói chung cái này về cô chú anh chị mình ngắm hoa cũng được tầm nửa tháng nữa là vô tư á. Nửa tháng nữa là vô tư. Lộn xộn Kiên Giang. Cái cây này là nói chung là ở một thân như thế này, nói chung nó cũng chưa gọi là đủ lực nha các cô chú anh chị. Nó đang gọi là yếu lực. Mặc dù là cây nó cũng đã thuần chậu, nó cũng đã thuần chậu rồi này kia, nhưng mà con cái là nó vẫn yếu lực. 2-3 thân thì nó mới gọi là đủ lực. 19 xăng. 19 xăng, 20 xăng gì cũng được. Đây, cho là đọc là 19 xăng đi. Tại đâu có bán xăng đâu, chủ yếu là bán cây mà. Là đó, cô chú anh chị mình thấy không? Rất ngon lành nha. Cây này thuần chậu rồi, về là chơi hoa liền luôn. Rồi. Còn một đứa nữa. Mã số 3 800K lộn xộn Kiên Giang. Thì cái chậu này là rễ thì đang đi,
trồng được là tầm 15 ngày rồi. Nói chung là chậu này là trồng 15 ngày rồi, nó thuần rồi. Đó, nó thuần chậu rồi, ngon lành rồi, nó chịu rồi. À, cây là đang phát triển ngon lành cành đào nha. Cái mầm này nó hư rồi. Cái thân gà này, cái mầm gốc còn lại nó hư rồi, cái mầm này là hư rồi. Hư rồi. Bây giờ nó còn là nó chỉ có cái cọng bên đây thôi. Đó, cái cọng bên đây thôi. Cọng bên đây cũng có dấu hiệu đứng ngọn rồi. Nói chung cỡ này đứng ngọn đi. Được rồi, nó lớn hơn cây này là ok rồi. Rồi bây giờ bắt đầu cho đứng ngọn thì đặng cho nó xanh sôi nảy nở đâu. Vậy đó không được. Thì cái cây này nó là 10 xăng. À, 10 xăng, hơn 10 xăng. 11 xăng đi. À, nó khoảng 10, 11 xăng rồi các cô chú anh chị. Lộn xộn Kiên Giang. À, lộn xộn Kiên Giang. À, cái này là rễ nó đã... em kiểm tra em thấy rễ nó ngon lành rồi. À, mới bỏ phân vô. Cái này là rễ đang xuống nè. Cái mầm tơ này rễ đang ra. À. Rồi. Lộn xộn Kiên Giang. Rồi bây giờ tiếp tục là cái cây ánh vàng. Ánh vàng. Rồi để em sẽ cho cô chú anh chị mình xem cái mặt hoa ánh vàng. Đó, đây là hình cây em giới thiệu, đây có hai hình cây ánh vàng. Rồi có cái hoa này để cho cô chú anh chị mình thưởng thức cái hoa này. Cái hoa này chụp sao mà nó lên màu quá chừng. Đây là cây ánh vàng. Cái này là nắng nắng này không biết nắng sáng hay nắng chiều mà nó, cái hoa này nó lên màu quá chừng luôn nè. Quá đã. Đây là có hoa ánh vàng nè các cô chú anh chị. Hoa ánh vàng. Cái hoa kia của em đâu rồi em không biết nữa. Cây ánh vàng để phạt cô chú anh chị mình chờ em tí, em coi cái hoa ánh vàng nha, để lấy thêm cho cô chú anh chị mình xem một cái hoa ánh vàng khác. Ánh vàng khác để cái nó chụp sao mà thấy cái màu nó lên ghê quá, dữ quá. Đây ánh vàng này cô chú anh chị. Nói chung cái khuôn hoa, cái chớp nó cũng sắc nét. Sắc nét cũng đẹp. Rồi. Đây, hôm nay ở clip này em có hai cọng ánh vàng này trồng được chắc 5 ngày quá, 5 ngày gì đó, phần đồng đó. Cô chú anh chị mình thấy là nó đã là 12 xăng rồi nè. 12 xăng nha. 12 xăng thì giá của nó là 1.300k. Đó, thì cô chú anh chị mình muốn gỡ ra gửi cũng được, mà ha, để trong chậu gửi thì em cái nào cũng được, đó em cái nào cũng được thôi. À, mã số 4 này là 1.300, mã số 5 thì cũng 1.300 luôn. À, khoan, ngày mùa số 4 để coi lại cái mầm gốc nè. Cái mầm gốc đây nó chưa lên nha. Đây, bên đây thì sáng rồi nè, nó sáng quách rồi nè, nhưng mà bên đây thì nó cũng đã, em thấy nó cũng sáng luôn rồi đó. Cái này mà lột cái vỏ rùa la là mình sẽ thấy thôi. Đây mã số 4 nha. Mã số 5 nè, mã số 5 cũng là ánh vàng 1.300. Đó thì mỗi một cây nó có một cái nét nha. Đây. Còn mắt nó ốc nóc rồi nè, nó xanh lè luôn là chuẩn bị lên rồi đó. À, bên đây cũng vậy. Rồi. Cái cọng này là bao nhiêu đây? Cái cọng này hiện tại thì cái cọng này nó cũng là 12 xăng nha các cô chú anh chị. 12 xăng. Hơn 12 xăng chút xíu. Đó, cặp này ánh vàng 12 xăng. Rồi bây giờ tiếp tục là giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là cây vàng đỏ xưa. À, vàng đỏ xưa là xây này xây giống nha, xây giống, xây giống những cái cây giống để cô chú anh chị mình làm giống. Rồi, đây là cái hoa nè các cô chú anh chị. Hoa, đây là cái tác phẩm này là mới chát luôn. Cái này là mới diễn ra hồi chủ nhật tuần rồi ở Tân Phú, Hồ Chí Minh.
à, thành phố Hồ Chí Minh, thì đây là một cái tác phẩm vàng đỏ xưa nè. Ồ, đây nè, ở đây là cái này là giải giải ba. À, đây cây này là cây giải giải nhì. Đây nghe nè, đó. Cái này là cây. Đó, cái cây giải nhì. Đây gọi là tác phẩm nè các cô chú anh chị. Đây những cái này gọi là tác phẩm. À, tác phẩm. Đó, chúng ta nuôi một thời gian nữa thì cây chúng ta sẽ to thôi. Nói chung những tác phẩm to thì nó bắt đầu từ những cái cây nhỏ. Thì mình nuôi nó lâu năm thì nó sẽ lên tác phẩm lớn. Quá quá đã nha các cô chú anh chị. Đó, vàng đỏ xưa. Rồi. À, hôm nay thì em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là bốn cái mã số, thì giá nó cũng mềm mại để các cô chú anh chị mình sưu tầm. Bây giờ là mã số 6 nè, 850k. Cái cọng này là 12 xăng. 12 xăng đây. Cọng này là 12 xăng nè. Này chắc phải đi mua cái thước mới, cái thước này nó cũ lắm rồi. Rồi, cái này cái chậu này là ấm chậu rồi nè. Đó, mầm gốc đang đang lên nè. Ồ, bên đây lên luôn rồi. Đây đó, lên luôn rồi. Như vậy là hai cái chậu này là đang lên hai mầm gốc đây. À, cái này là ấm chậu rồi nha, rễ ngon lành rồi, rễ nó đang phát triển rất là ngon, rất là ok luôn rồi đó. Cái này về là bật hai mầm gốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Mã số 6, 850k. Rồi tiếp tục là mã số 7. Đây cũng là một cái thân này là gọi là ấm chậu, một mầm. Mà bên đây thì nó chưa lên. Rồi nó muốn u u của nó cũng lên luôn rồi nè. Các cô chú anh chị thấy không? Cái này là thuần nè, nó bám vô thang luôn rồi nè. Ngon lành cành đào. Nhưng mà cái này thì mình cứ tưởng tượng nó còn hai lá đi. Cái lá này em thấy là nó muốn rớt rồi. Nói chung cái này là nó thuần chậu rồi nha. Nó ấm chậu rồi. 8 xăng nè. Cái cọng này là 8 xăng cô chú anh chị thấy không? 8 xăng. À, đang lên một mầm gốc, còn một mầm kia là đang chuẩn bị lên theo luôn. Đó. Này đúng sưu tầm là về làm giống luôn các cô chú anh chị. Mã số 7 ha, mã số 7. Vậy. Này em báo giá chưa không biết. À, mã số 7, 550k. À, 550k. Rồi, tiếp tục đây là mã số 8, 500k. Rồi. Giá nhỏ dần khi cây nó nhỏ dần. Đây. Cây này là ấm chậu ngon là cành đào, đã lên một mầm gốc, một mầm, còn một mầm ở đây là nó chưa lên nè. Cây này cây riêng mà nhưng nó nhỏ. Này thuần chậu hết rồi các cô chú anh chị, thuần chậu hết rồi ha. Để đo cô chú anh chị mình xem nó nhiêu xăng nha. Nó bao lớn nha, cây này thì nó nhỏ. Đây cô chú anh chị mình thấy không, cái cọng mẹ nó là được 5 xăng rồi nè. Cọng mẹ 5 xăng. Còn nhiêu đây, còn 3 xăng đi. Còn 3 xăng. Đó. 500k cho mã số 8. Rồi mã số 9 vẫn là 500k. Thì đây một mẹ một con. Cái này con này nó lên tới mặt mẹ nó rồi. Mà không biết đứng không, chắc cũng đứng luôn quá. Nó phải đứng thôi. Đứng này bật mầm gốc đi. Cây này thuần chậu hết rồi nha các cô chú anh chị. Thuần chậu hết rồi. Để coi mẹ con này được nhiêu xăng đây. Đây cô chú anh chị mình thấy nè, 4 xăng nè. Ha, 4 xăng. 4 xăng, chắc đây bên đây là cái thân mẹ nó cũng 4 xăng luôn rồi. Khoảng đó đó. Khoảng đó đó các cô chú anh chị. Rồi. Đó, này 500. Nói chung sưu tầm làm giống các cô chú anh chị. Thuần chậu rồi. Như vậy thì vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là một số cái hình cây nha, một số cái hình cây. À, một số cái mặt hoa dendrochop để cô chú anh chị mình sưu tầm. Thì cô chú anh chị mình yêu thích cái mặt hoa nào, hình cây nào thì mình chốt ngay hình cây ấy nha các cô chú anh chị. Xin nhắc lại số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip bán hàng sau.